Ôi nó nắng. Lần đầu tiên được đi du lịch Đài Nam mọi người ạ. À. Tí nữa quay ra đi bộ cũng chết luôn. Đông quá. Đi vô trong chắc đi xa lắm nhá rồi. Chắc đi rộng lắm này. Có xe chở không? Chip vô chỗ 18 tầng địa ngục chơi chip nha. Nóng quá trời nóng rồi. Mới bắt đầu bước vô cổng rồi chứ chưa vô trong nữa. Phúc ơi đi Đài Nam chơi. Có nhóc cái cổng kia không vô à? Chết rồi, chỗ nào bánh mũ bánh đồ đâu có được đâu. Xe chữ ở trong lên hả? Ê em nhắc ơi, cô con đang coi. Cô con tiếc lắm rồi đó. Cô con đang coi này tiếc lắm rồi đó. Cho chip đi chơi đi, đi bơi đi. Chưa mới bắt đầu vô cổng mà cô con. Ba kêu cho chip đi bơi đi. Đi qua bên này mua mũ. Đi. Mèo ơi. Nhà nóng lắm rồi. Cô con buồn lắm rồi, nhà mình không được đi. Ở đây nắng lắm cô con ơi. Đi không gửi xe được luôn. Ờ người ít, người ít lắm. Đi không gửi xe được mà bảo người ít. Cô con. Ừ.
chỗ nào cũng đông nghịch luôn ấy, đi nổi luôn. Ôi, có điện thì đóng cửa lại, đi lên đây chơi đi cu con này. Hả? Chị đi Đài Nam chưa Cúc ơi? Đi lại bữa nay nghỉ được bữa đi Đài Nam chơi. Lần đầu tiên đi Đài Nam. Đi Đài Nam Duyên ơi. Chị đi Đài Nam chơi. Chơi rất mai một lần. Ừ. Bác mai chưa đi được. Bác đã đi đâu? Bác đi nè. Chưa. Nay đi đâu chơi không Duyên? Đấy à, bữa nào cũng tiếp đưa bác đi nha. Đi lại con có tiền. Ừ. Trời ơi, mấy đứa bé tội cho nhóc ơi. Mấy đứa bé tội cho này. Mang cả giỏ đồ vô đây luôn. Bữa nay chị em rủ nhau đi Đại Nam chơi bữa. Nay không đi chơi đâu à Dương? À Duyên? Ừ, bữa nay nắng lắm Duyên ơi. Đi nắng gần chết luôn ấy. Chị đi với em dâu với anh trai. Đi người đông chen chúc không nổi nè. Chị ơi. Ấy. Má ơi, xe này không có chỗ gửi xe luôn. Ờ, đông lắm Duyên ơi, bữa nay người ta miễn phí đồ á, miễn phí vô cổng vô đồ á, rồi đường này kia á, người ta đi đông lắm. Ừ. Xe này không có chỗ để luôn nhóc này, tí mình gửi xe trong này ra là không có, không ra được luôn ấy. Nón đã. Ờ. Hai. Nắng quá đi mua nón đổi đã. Ờ vậy thôi nằm nghỉ đi nha. Nón nào đâu? Từ từ nhấc nhấc nhấc. Này không? Nón cầm kiểu đi nè. Con nào? Ô trong hai. Còn là nó bắt xem nó. Đồ bắt xem nó. Ừ. Ừ, vui lắm bé ơi. Ở dưới này là bao nhiêu chị? Nó có giá chị nha. Em xem nó cũng nói ra bao nhiêu một nón này? Nón này bao nhiêu đây? Có giá tiền chị ơi, xem xem rồi đấy. Có giá tiền không? Giá tiền 5 tháng. Ừ.